cái form này. Trong cái form này thì tôi có một cái phần deep label content. Xong rồi có một cái thẻ text area. Yeah, text area có name và content này. Ví dụ thế, được chưa? Bây giờ ID cũng là content luôn. Thì bây giờ tôi sẽ có nhu cầu là tôi chuyển cái này. Tôi chuyển cái này nó thành cái editor giống như kia. Giống như các em đang xem ở trên màn hình ấy. Đây, code của tôi nó như này. Đây của tôi nó đang như này đúng không? Tôi không thể nào mà viết bôi đậm bôi nghiêng gì được đúng không? Vâng. Bây giờ tôi muốn là nó chuyển thành cái dạng giống như thế như cái thằng Tiny MC này. Tôi sẽ làm như nào đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ tìm với cái product này, tiny documentation này, đấy được chưa? Còn chúng ta sẽ vào quick start thì ở đây nó có một cái đoạn code này, đoạn script này, nhìn thấy không? Mình copy cái code này, mình viết quick script ở dưới này. Yeah, để nhúng cái link của thằng Tiny MC vào. Yeah. Sau đó mình sẽ đi mình setup cho nó. Thì mình sẽ làm như nào? Đây. Cái này nó cứ mù này. Đây chúng ta chỉ đơn giản này thôi. Script này. Sau rồi Tiny MC cái selector của chúng ta là selector chính là cái thẻ text này. Ví dụ anh em để là ID là content đúng không? Đây content. Được chưa? Sau đấy là mình reload trang. Nhìn nhau. Vâng, nó chuyển luôn cho mình rồi. Đấy thì nó đang báo là domain not register. Đấy thì chẳng qua là cái này là đang do cái việc là chúng ta đang dùng bản miễn phí của nó thôi, chứ không đăng ký gì với nó cả. Hiểu chưa? Vâng. Đấy thì các em có thể là đăng ký hoặc là get free API key cũng được này. Đấy thì tôi đăng ký cái tài khoản của tôi vào đây. Đăng ký này. Để chuẩn bỏ. Upgrade account. Đây đúng rồi. Chuyện này. Đây, student này. Website. 1 đến 3 tháng này. Đây mình đăng ký nha, đăng ký sử dụng. Thì cái này nó có bản free, có bản không free. Bản không free thì tất nhiên là nó nhiều tính năng hơn, nhưng mà chúng ta chỉ dùng để học thôi, cho nên là nó cũng không có cái gì mà quá cao siêu cả. JavaScript đây thì chúng ta copy thay cho cái đoạn code kia, thì chúng ta copy cái đoạn code này, script này, đặt lên, nó bảo là đặt lên trên thẻ head này, include this line of code in the head of HTML page, thì chúng ta đưa lên thẻ head này. Yeah, thì chúng ta xóa cái dòng này đi. Dạ. Xong rồi set up cái Tiny MC thì giống y như chúng ta đang làm thôi. Thì bây giờ chúng ta xem output này. Yeah. This domain not register. Cao. Bọn này nó bản quyền chặt quá. Tôi vào bằng cái localhost. Đây. Nếu các em thấy là các em nếu mà vào các em vào bằng localhost ấy thì nó không bị lỗi nữa. Đúng chưa? Đấy, thì các em nhúng cái editor này vào bằng cách này. Ví dụ bây giờ tôi muốn bôi viết hoa là hạn, ví dụ cho cái này dài dài trong chút này. Tôi muốn viết hoa cái chỗ này, tôi căn chuột B. Đúng chưa? Tôi muốn căn cái này vào giữa, căn cái dòng này vào giữa. Đây, cái này vào giữa viết về. Đúng chưa? Các em có thể thêm rất nhiều thứ nữa ở trong này.
ví dụ như là các em muốn đưa phần upload ảnh vào chẳng hạn, đúng không? Thì mình cũng có cách luôn. Tớt xem những cái option của nó là như nào. Intro cloud. Start intro, let me start. Example. Vào đây để xem cái example này nó như nào. Đây full feature. Đấy, chúng ta muốn cái đoạn nó như này đúng không? Nhìn giao diện nó như này đúng không? Chúng ta vào chọn JS này. Kéo đi đây, cái gì đây? Đây này. Chúng ta copy plugin các thứ ở đây. Copy hết, ném xuống đấy thì nó sẽ có cái feature mà nó đầy đủ hết. Đây đến đây. Không được copy tất đi. Copy code này. Tôi sẽ phang cái đoạn này vào đây. Rất nhiều tính năng luôn. Đây thì cái selector của tôi sẽ là text area và có cái ID là content. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ xem. Không chạy. Đang thiếu gì? Mention fetch of the file. Cái đống mention này chúng ta quăng mẹ đi, không cần, chắc không cần dùng đến đâu. Để coi nào, date format, date format ok này. Quick selection, spell check không cần. Đây, tiny comment, tiny comment này chúng ta không cần dùng đến. Đây, nhìn thấy chưa? Thì bây giờ tí nữa tôi sẽ gửi cho các em cái đoạn code này nhá. Nhưng mà cũng không ngại đâu. Đây, ví dụ như là các em sẽ viết code hoặc thêm hình ảnh các thứ vào đây, chọn hình ảnh này, đẩy lên này, ví dụ như là xem có hình ảnh không, open, được chưa? Tất nhiên là cái này chúng ta còn phải làm thêm những cái thứ khác nữa chứ không phải chỉ đơn giản như này đâu. Thì tôi sẽ tìm những cái mà nó đơn giản để chúng ta sử dụng, chứ không đưa nhiều quá vào như này chúng ta sẽ không dùng được hết. Plugin, cái plugin người ta sẽ dùng. Search replace auto save image. Plugin. Chưa hết. Chờ đi, để tôi xem cụ thể là chúng ta được dùng cái gì, nên dùng cái gì chứ không đưa hết vào như này. Use sample non premium plugin. Chờ đi nhá, để tôi xem cái đoạn này nó như nào.
tối mù mù rồi. Xem cốt HTML của nó như nào. Text area bình thường. MCE. Có luôn. Vậy thì mình dùng như này. Không chạy nhỉ? À quên, chưa sửa cái này. Đây. Đây nó chọn ảnh, nhưng mà có up được lên đâu nhỉ? Chọn ảnh này. Rồi ok, tạm thời nó chạy đấy nhá. Sau rồi chúng ta tí rồi sẽ gửi cho chúng ta cái này. Nhưng bây giờ chúng ta phải xem nó submit lên nó là cái gì đã, đúng không? Đây button này. Button. File, submit. Đây là save này. Và bây giờ trong cái form này tôi sẽ đẩy lên một cái file là save.php. Ở đây chúng ta cái label. Label cái action này tôi sẽ đẩy lên trên là form là save.php với method là get à là post data. Bây giờ tôi sẽ trong này tôi code PP PP này gì đây rồi ok tôi có đô à, biến là biến content bằng đô la gạch dưới post content tôi đi đi ra cái content này ok xem nhá đây ví dụ tôi up cái ảnh này lên cộng với lại cái đống text ở dưới này bây giờ tôi sẽ bôi mỗi cái này một cái ví dụ cái này là đậm này cái này là in nghiêng này đúng chưa cái này tôi để là đây là H2 này cái đoạn này thì tôi để là ghi chú trích dẫn xong nhá quên nhầm quên mất à, phải up cái ảnh này rồi viết text này rồi đậm này nhìn nghiêng này thẻ H2 này đây là thẻ link này link là https hai chấm sực sực google.com ví dụ thế đọc xếp this page isn't working không đẩy lên được nhỉ à quên nhầm đây là va đăm đai va đăm dữ liệu thôi đây em nhìn thấy cái gì chưa thấy dữ liệu không? Thấy không? Nhưng mà cái này thực chất nó là cái gì? Thì chúng ta phải xem ra ở trong nó là cái gì đã nhá. Chúng ta va đăm này, chờ tí tôi xem nó chúng ta sẽ sử dụng cái gì. Chúng ta HTML entity. Đây, em nhìn thấy cái gì không? Nhìn thấy cái đoạn text này không? Có thầy Thế đây nó là cái gì? HTML Đúng rồi, nó là code HTML. Thì cái Tiny MCE kia ấy, thì về bản chất nhá, về bản chất thì nó chính là cái chuyển đổi cái ta biết trong editor đấy chuyển thành code HTML như này. Hiểu chưa? Vâng.
Đấy thì bây giờ tôi sẽ gửi cho các em cái code pen này. Code pen này. Để các em vào các em copy của nó, đây copy bên này. Và setup giống như tôi ấy. Được không? Đưa vào trở thành cái editor của mình nhá. Còn nếu cần thì tôi sẽ gửi cho các em cả cái sược của tôi luôn. Có cần cái này không? Không quen. Tôi sẽ đưa cái này lên trên cái lớp mình nhá. Rồi, post lên rồi đấy. Chờ chút tôi đi vệ sinh nhá. Xong tôi sẽ quay lại đây review tiếp. Anh Quân này, anh Quân. Ơi. Cái ảnh ấy anh đã cho thử cái multiple vào thử nhá. Chưa? Cái ảnh nào em? Cái ảnh vừa nãy anh hỏi là thêm được nhiều cái ảnh ấy, sao thêm được nhiều cái ảnh ấy? Anh không cho biết. Cái multiple thử cho. Anh là không biết multiple. Cho cái thẻ đấy vào á. Ừ, cho cái thẻ đây đây. Em chưa thêm không biết có được không, nhưng mà hình nhớ nhớ cái này không nói là rồi. Cho cái SGBU ở ở vào cái thẻ IMG á. Vâng, chắc 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 vậy, vào cái thẻ, vào cái thẻ IMG xong mình thêm chữ multiple đúng không? Vâng, ấy anh thêm rồi em. Nó chỉ có area multiple thôi. Multiple chỉ có cái select và option thôi chứ. Thế à? Ừ, cái IMG này mình có. Vâng. Chắc em mình nhớ nhầm. Đúng rồi, mới chỉ có select option thôi, sẽ được vâng. Được chọn nhiều cái mà. Ốc chó Quân nhá. Thì ngập mẹ mồm mà. Khiếp idol khiếp. Mà cái ảnh ấy của anh là phải phải nên. Sao được? Có nghĩa là cái ảnh của anh nó như kiểu này đúng không? Cái nó đổi tên đi. Quân này học xong video nhỉ? Không. Không anh đống ảnh của anh làm xong database trên MTV anh không có cái mà vừa vẽ xong đấy, đúng rồi đấy thì đúng rồi thêm cái chữ không biết phía bảo thầy sửa anh Quân làm đến đâu rồi anh em nói hết chưa cốt em vừa Đức làm đến đâu rồi Đức mới gần xong cái bên client thôi. Data phần admin là xong chưa? Chưa làm thế nào? Ờ. Tao chứ làm đâu rồi? Giao diện đang tùm lum luôn này. Còn phần admin thì thêm sửa xóa hết rồi. À thế à? Kinh quá nhỉ. Tôi chưa làm tí admin nào luôn. Nhanh hết nhỉ? Em làm từ chủ nhật tuần trước rồi. Thì đến giờ là hơi chậm đấy. Chơi suốt nè. Anh đến đâu anh Quân? Anh còn chơi nhiều hơn em. Anh đến đâu? Anh còn chưa được giao diện tí nào. Không chọn được. Cái đổ ra giao diện anh còn chưa hình dung là làm cái gì. Anh
anh thêm trước vào database ấy, xong anh đổi ra. Em thấy vậy nó đỡ đỡ hoảng hơn đấy. Mà trong trong, là, trong đấy có một số cái tab đấy mình không hiểu đâu, mình không hiểu làm kiểu gì đâu. Cái gì tab gì? Mấy cái kiểu mấy cái xử lý kiểu ẩn hiện các thứ ấy trong đấy ấy. À đúng rồi, cái đấy nhiều nhiều khi cái ảnh của nó còn để ở CSS cơ, không biết thêm một kiểu gì luôn ấy. Không biết ảnh CSS á. Anh đổi đường dẫn hết thành localhost xong rồi suộc đến hẳn đấy. Vẫn được anh. Vẫn được. Vẫn được à? Vẫn được. Ôi, em tưởng không được cơ, hôm nọ em nhìn thấy cái đống giống vậy mà nghĩ sợ không được. Thế mà không ấy. Nhưng mà cái bài đổi. Bài này khác. Đổi nó thủ công nó lâu lắm, tí hỏi thầy chứ. Đổ từ trên database xuống mà. Ừ, đổi lên database xuống. Nhưng mà lấy cái group đấy, cái group với cộng với hình ảnh là ra ảnh luôn. Ý Đức bảo là dùng cái ảnh làm nó là background image của cái banner chẳng hạn đấy, thì nó ở trong CSS đúng không? Ừ. À cái đấy á. cái bài lần trước em làm nó có cái kiểu vậy. Em cũng không tìm ra được cái background image. Ồ, cái đấy tí nữa thử import mấy cái phần Unity ra bên đấy thử. Em còn đâu cái bài này của em nó à, hình như không được đâu, hình như không được đâu. Không sợ. Thầy ơi, xem cho em cái giao diện thầy ạ. Bình tĩnh nhá. Tôi đang review nốt cái này. Được chưa? Thì các em lưu ý khi mà chúng ta chuyển nó thành code như này này, thành dạng code như này ấy, thì chúng ta lưu thẳng cái đống code mà chúng ta nhận được từ cái editor này gửi lên trên này, chúng ta chuyển nó thành database luôn nhá. Wow. Chuyển thẳng thành database và lưu vào database luôn. Wow. Hiểu không? Wow. Ví dụ như bài vừa rồi là của thằng nào nhỉ, Quân ấy. Wow. Thì chúng ta cũng dùng cái editor này, chúng ta chuyển cái phần content trở thành cái dạng như này, sau đó submit lên thì nó sẽ lưu vào trong database. Ok ông Quân ơi? Có. Rồi khi em hiển thị thì em chỉ được echo thẳng nó ra là xong. Vâng. Được chưa? Thấy đấy, nó rất là đơn giản. Có cái vấn đề này, khi cái ảnh, ví dụ cái ảnh banner mà nó làm background image ở trong CSS thì mình muốn đổi nó bằng code PHP kiểu gì, ví dụ mình cho cái đấy vào trong database chẳng hạn, nhưng mà mình không đổi nó được. Không hiểu. Chưa hiểu, em share màn hình cho nào. Ý là dùng PHP trong cái file CSS thấy có được này. Không có gì đâu. Vẫn được. Vâng. Vẫn được chứ có gì đâu. Nhưng mà dùng kiểu gì thầy để mua. Em mở cái bài của em để xem, là tôi xem cụ thể nó là cái gì đó. Được rồi. Đó, thầy đã đi. Đâu cái nào? Ví dụ cái ảnh banner này đúng không thầy? Thì mình lưu nó vào trong... Vâng. Cái gì? Đây nó là slide chứ em có phải banner đâu. Thì em đang ví dụ mình lưu nó vào database đúng không ạ? Ừ. Xong rồi nhưng mà ở trong code thì nó lại là cái CSS thì nó là ghi được background image, thì mình sửa nó kiểu gì để mình có thể thay đổi nó. Có gì khó đâu. Như này nhá, thì trong CSS, trong phần CSS thì có phải là nó sẽ link đến một cái file vật lý ở trong cái thư mục của mình không? Đúng rồi. Đó. Rồi đúng không? Cái file nó có tên là fix cứng rồi đúng không? Vâng. Thì bây giờ khi mà em up một cái ảnh mới lên nhá. Vâng. Giờ, em up một cái ảnh mới lên thì em sẽ tiến hành là đổi cái tên cái file ảnh mới up lên đấy thành cái tên ảnh đang có. Thì là xong đúng không? Hiểu chưa? Vâng. Đấy, còn nếu mà trong trường hợp mà cái theme của em ấy nó có một file CSS riêng đúng không? Ví dụ như ở đây tôi có một file CSS này. Vâng, có một file CSS này. Yeah. Thì ví dụ như tôi có cái body, có background image. Được chưa? Bằng
SRCURL nhỉ? URL. 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 Ví dụ đường dẫn là đến, ví dụ tôi tạo ra một cái, tôi tạo ra một cái đường dẫn đi. À quên nhầm, tôi đang không share. Đây, tôi kiếm một cái ảnh về đã nha. Chờ chút để tôi tìm cái ảnh. Ví dụ ảnh này đi. Đây, ảnh từ 1.jpg. 1.jpg. Nhưng mà tôi có cái đường dẫn ảnh này là ảnh 1.jpg. Bây giờ ví dụ thế. Nó không lên. Nó không lên nhỉ? Xong rồi tôi sẽ có một cái deep đi. Ví dụ như trong cái form này, ở đây tôi có một cái deep img trừ background. Tôi có biết là h2 background. Đây tôi sẽ link thẻ link này. Pop web đến main.css này. Bây giờ trong cái main này. Đây đúng không? Nó như này đúng không? Vâng. Đặt như này đúng không? Đặt như này đúng không? Đúng không? Thì bây giờ nhá, bởi vì cái ảnh này nó là cái ảnh nó đã fix ở trong cái CSS này rồi, hoặc là em có thể làm như sau này, có rất nhiều cách làm. Ví dụ như cái form này là tôi để đây là form file này, tôi để là file HTTP đi. Được chưa? Thì em hoàn toàn có thể viết ra đây một cái thẻ style đây được đúng không? À, vâng, viết liền được không? Nhá. Thì em hoàn toàn có thể là nhấp cái đoạn này ra. Đây. Xong thì cần như thế được đúng không? Vâng, như thế vẫn được. Cho cái đoạn như này thì em có thể là viết ở đây là một cái echo của cái ảnh kia. Ờ, đúng rồi, vậy mới được. Còn đúng không? Vâng, nhiều. Kết quả nó khác gì đâu. Đúng rồi, nhiều khi không nghĩ ra thầy ạ. Đây. Đơn giản nhưng không nghĩ ra. Đây, đơn giản đấy thôi. Ok chưa? Dạ vâng, cái này đấy em hiểu. Lần trước em không biết đấy kiểu gì. Được chưa? Thì như này, nếu mà em echo được như này á, thì là cái ảnh kia ở trong database của em nó tên là cái gì tôi không quan tâm nữa, đúng không? Vâng, không cần quan tâm. Ừ. Nói chung là nó có rất nhiều cách làm. Rồi nhá. Thì đấy là cái phần của Quân. Để tôi xem tiếp bài của Quân nào. Kéo vào phần những cái phần em đang làm đi, để những cái form ấy, những phần quản trị em đang làm ấy, để tôi xem là còn có cái gì phải gợi ý sửa không. Em mới làm được tài khoản tin tức với lại cái liên hệ cái web setting em chưa làm xong. Tin tức xem nào. Cứ vào tin tức đi. Tin tức lúc nãy đang sửa rồi. Tin tức vào sửa một cái bài này. Cái tin tức này thực ra tin tức của khách sạn thì em để nó có tiêu đề với nội dung cũng được. Ok để, nào xem có liên hệ nào. Liên hệ đây là cái mà cái này đã trả lời chưa trả lời rồi. Còn đã gửi được email chưa? Chưa. Thế tôi hướng dẫn làm gửi email luôn nhá. Dạ vâng, thầy hướng dẫn ạ. Em tắt xe rồi nhé. Đây, tôi sẽ tạo ra trong project này thêm một cái file nữa là send email. Send trừ email.php.
À rồi, đây một file, file này dùng để gửi email nhá. Còn cái file này phải form. Form send email. .php. Dạ. Yeah. Hai cái. Một cái form, một cái là gửi. Được chưa? Nhưng mà để gửi email được ấy, tôi phải dùng thư viện. Bằng cái code PHP bởi nó rất là mất thời gian. Thì dùng thư viện thì chúng ta làm nào? Chúng ta vào trong cái thư search cho tôi cái thư viện là PHP Mailer. Đây, cái thư viện PHP Mailer này. Thì mình dùng cái thư viện này để tiến hành gửi mail. Được chưa? Thế bây giờ làm sao để mình tải cái thư viện này về mình dùng được? Được chưa? Thì rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên là clone and download này, download cái project này về. Giải nén ra. Được chưa? Xong chưa? Xong các em sẽ tiến hành là quay rồi, quay màn hình rồi đúng không? Vâng, vẫn đang quay. Ok, tôi copy tôi giải nén ra cái thư mục PHP Mailer này, tôi copy cái này. Tôi phang vào trong cái project của mình. Về vào đây. Em đặt trong đường dẫn nào cũng được nhá. Ví dụ em tạo ra một cái thư mục mới. Tôi tạo ra thêm một cái thư mục mới là đây, click vào đây này. New folder này. Đây là library lib. Rồi tôi bê cái PHP Mailer này tôi vứt vào trong cái thằng lib này. Rồi xong. Được chưa? Đây. Lib đây, PHP Mailer đây nhá. Thì ở cái form này thì tôi sẽ có code HTML thôi. Form này. Form action là send trừ email chấm pp chưa? Ở đây tôi có người nhận, đây là deep label, đây là tôi sẽ viết là chữ email nhận, được chưa? Tiếp theo có một cái thẻ input time take name bằng receiver là người nhận, được chưa? Tiếp theo có một cái div label, đây là nội dung, à subject chứ, subject đây là tiêu đề của email, input file text name subject, một cái div nữa đây là nội dung. Trong này là chúng ta sẽ để là cái text area. Được chưa? Có name bằng content. Được chưa? Code là bằng 100. Dòng là bằng 30 dòng. Và chúng ta có cái button file submit. Gửi email. Xong. Được chưa? Đây action này. Form method. Method post. Ok nhá. Thì bây giờ ở trong cái file send email này, code PHP này. Rồi. Ở trong này trước mắt là mình cứ nhận hết thông tin đi đã, đúng không? Thì đây là mình có receiver. Giờ receiver bằng $ gạch dưới post của cái receiver bên kia. Đấy. Tiếp theo là đến cái gì nhỉ? Subject và content đúng không? Subject. À quên, mình đâm đai cái đống này ra đã. Và đâm receiver. Vậy. Content. Rồi, ok, thử cái. Form to send email. Ví dụ như thiện th32@gmail.com này. Chủ đề là linh tinh, nội dung cũng linh tinh luôn, content. Nhận email nhận này. Nội tiêu đề này và subject này và content này. Dạ, bây giờ thực hiện gửi nhá.
thì ở trong cái đống này chúng ta làm cái việc đấy như nào? Đầu tiên rút được cái đống require được cái đống thư viện này vào đã. Dạ. Thế vậy require đống này vào như nào? Chúng ta xem ở trong này. Đây, đầu tiên là chúng ta require đến cái path của những cái file này. Đây. Path của ppmuller frc vì gì đấy, exception, được chưa? Thế vậy thì cái đường dẫn từ cái file này vào trong cái đống frc này, ppmuller này thì làm nào? Vẫn đúng từ cái mục hiện tại chấm trược như này. Được chưa? Chấm trược đây, send email đây. Thì là nó ngang hàng với thằng thư mục lib đúng không? Lib. Lib trược ppmuller. Cái đoạn dưới cũng thế. Đấy, là chúng ta đã link được đến các cái thư viện người ta viết ra rồi, bao gồm exception, ppmuller và smtp. Dạ. Tiếp theo, nó có hướng dẫn code ở dưới này luôn. Đầu tiên là chúng ta use cái đống này vào. Copy hết toàn bộ nội dung ở đây. Đây, copy hết. Cái trên kia thấy vẫn còn part 2. Cái phòng thứ 3 đấy. Sao lại vẫn còn part 2 nhỉ? Thầy chưa xóa. Thầy chưa xóa đây. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Đấy. Thì bây giờ chúng ta có cái gì? Đây. Có phần mail SMTP debug này. Mail SMTP này host thì chúng ta có smtp.gmail.com. smtp.gmail chúng ta sẽ gửi bằng Google nhá. Username. Để tôi xem là tôi có cái email nào chuyên dùng để gửi mail không. Bây giờ tôi cho các bạn luôn cũng được, nhưng mà đừng đổi path nó đi, sau này các bạn khác không có ai dùng. Repository. Chờ chút nha. Chẳng biết mình dùng cái email kia ở đâu. Chờ tí. Đây rồi, thử xem vào được cái mail này không? À không, không, không phải cái này. Không phải cái này. Đi, đi. Thử vào cái mail này xem nào. Các bạn có cái email nào vứt đi không? Alo, email nó không dùng đến ấy. Cái nào em vẫn dùng.
Hoặc là chúng ta sẽ phải tạo ra một cái email mới rồi. Tôi không thấy cái đống mail cũ của tôi đâu. Tạo mới cũng được. Tạo email mới nhá. Vâng. Tạo tài khoản này. Đây, lớp mình là lớp bao nhiêu nhỉ? PT15111 Grab. Chấm web đi. Mật khẩu là PT15111 trừ web. Rồi. Mật khẩu mạnh hơn. PT15111 không khớp thế, không khớp. À đây. Chữ T. Gì rồi? Epoly PT15111 web. Mẹ. Ơ. Con này thần kinh à? Mật khẩu là gì bây giờ? Mật khẩu là chắc nó có số sao thầy, chắc nó có số nó không ấy. Rồi. 0969749493. Sao mình số điện thoại 495336. Chết mẹ rồi, quên email rồi. Cái gì chống chống web đấy, PT1111 chống web thôi. Cái web bully gì ấy thầy? Sao? Đây. Đấy đúng không? Đây nhá. Thì các bạn nếu muốn muốn gửi email được ấy, thì các bạn phải chọn là qua tài khoản, chọn vào đây này. Được chưa? Click vào đây. Đấy, xong quyền riêng tư và cá nhân hóa thông tin cá nhân này này. À, ở đâu? Bảo mật chứ, chọn bảo mật này sao? Đây, chọn bảo mật này. Xong tiếp theo kéo xuống dưới một tí. Nó có cái quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn này này. Chúng ta nó đang tắt thì chúng ta bật nó lên. Xong. Được chưa? Bật nó lên tức là chúng ta cho phép các cái phần mềm của bên thứ ba được phép gửi email từ cái email này. Được chưa? Đấy, bật nó lên thế là xong. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây chúng ta setup. Đây thì nó sẽ là PT15111.web này. Đúng nhỉ? Vâng đúng rồi thầy, đúng rồi đúng.
Rồi, ok. Tiếp theo mật khẩu F poly poly pt 1 gì nhỉ? 15111. Đây, như này. Đây, đây, đúng rồi, chưa? Đấy, sau rồi chúng ta sẽ chọn là TOS và 587, cái này kệ nó thôi, được chưa? Tiếp theo receiver. Được chưa? Đây là người nhận. Người nhận mail đấy, các bạn muốn gửi cho bao nhiêu mail cũng được. Được chưa? Còn đây set form này, người gửi là ai? Đúng chưa? Thì tôi thích thì tôi viết đây là tiện th32a@gmail.com. Đây là người gửi. Tất nhiên là nó gửi được cái này nhưng mà nó có thể fake là thằng nào là thằng gửi ở đây. Tôi đây thiện th này. Tiếp theo cái đoạn này nó chính là cái đoạn mà người nhận là ai, được chưa? Thì ở trên kia, ở trên này tôi đã có cái đống người nhận là cái receiver này rồi đúng không? Thì tôi sẽ có như sau. Tôi có là $receiver bằng chúng ta có cái split băm chuỗi đây php string split explode ok chúng ta sẽ có là explode của cái dấu phẩy và nhận cái string là receiver. Rồi xong. Tức là tôi có thể gửi đi nhiều email đi thì tôi sẽ mỗi một email tôi viết vào trong phần receiver ấy thì nó sẽ cách nhau một dấu phẩy, được chưa? Sau đó tôi sẽ tiến hành như sau. Đây trong này. Tôi tiến hành như sau. Void của cái biến là list receiver s $im $email đây là receiver email. Dạ, mỗi một cái đấy thì tôi sẽ có một cái mail s à. Rồi. Tôi sẽ pang cái thằng email nhận vào trong cái biến này. Tôi không cần điền tên của họ luôn, kệ nó. Dạ. Nếu mà các bạn thích có ai CC nữa reply to CC nữa thì nhét vào nhá. CC và BCC thì nhét vào. Còn không thì bỏ đi. Tiếp theo, add reply to. Đây là cái khi mà các bạn gửi email bằng thằng này, nhưng mà các bạn bấm trả lời ấy thì nó sẽ gửi email vào thằng này. Được chưa? Còn nếu không thì các bạn cứ để nguyên cái thằng này thôi. Đấy. Yeah. Attach file nếu mà có thì attach vào, không có thì thôi, cứ đi comment vào. Is HTML true thì tí nữa giải thích nhá. Subject bằng biến subject này. Body là nội dung content đấy, thì chúng ta có bằng content. Ở đây chúng ta có alt body, chúng ta không cần, chúng ta xóa đi, được chưa? Này là xong. Thì chúng ta đây là đang setup lại nội dung của cái email chúng ta gửi đi. Tí nữa tôi giải thích lại một lần nhá. Bây giờ chúng ta gửi thử xem có gửi được không. Được chưa? Đây. Xem lại email. À quên nhầm. Back lại. Bây giờ thằng nào muốn nhận mail? Ví dụ tôi gửi cho tôi này, thiện th@fpt.edu.vn này. Ai muốn nhận nữa nào? Đây, Nguyễn Hồng Quân đây. Đây, ai nữa? Thêm một người nữa đi. Đức gửi email, ném email ra. Giật ca mình. Nào, một người nữa ném email vào đây cho tôi. Đây, giảng A chứ đây. Rồi. Đấy, và ngày người nhận nhá. Đây là thông báo nghỉ học. Thông báo nghỉ học. Thầy ơi, chỉnh sửa lại. Từ ngày mai lớp chúng ta đóng ngoặc PT15111 trừ web sẽ được nghỉ tất cả các ngày chủ nhật các tuần
Ok xong. Thế cái email quả thiết nó bị sai thì kìa. Cái gì? Email của em bị sai. Email nào? Edu. À, quả chứ. Cái thiếu cái edu. Đây gì? Vâng. Rồi. Điền con đang dậy, thằng kia thằng nọ cái gì? Rồi ok nhá. Gửi thử này. Chết mẹ luôn à? Ôi, chết mẹ. Để xem nào. Bình tĩnh. Đến đây này. Bài này. Nhận được này. Xong. Tiếp theo đến cái đoạn này. À đây cái require vendor này không có này. Bỏ đi. Lâu lâu này là gửi được rồi đấy. Chuẩn bị check mail nhá. Rồi xong. Gửi xong rồi. Bây giờ tôi sẽ vào email tôi kiểm tra. À quên nhầm, tôi check ở cái mail FPT. Được rồi thầy ạ. Đây. Thông báo nghỉ học này. Nó đang bị vỡ chữ do chúng ta đang chưa sử dụng cái UTF-8. Yeah. Đây, từ ngày mai lớp chúng ta sẽ được nghỉ tất cả ngày chủ nhật trong tuần. Được chưa? Nhận được không các bạn ơi? Được ạ. Rồi, ok. Thế này thì ở đây có thêm một cái nữa là tra xét đây cho chúng ta. Mail. Tra xét này. Bằng sao? Bằng UTF-8. Nếu tôi nhớ như không nhầm là như này. Gửi lại phát nữa nhá. Đây, cái thông báo nghỉ học thì đã ok rồi nhá. Được chưa? Rồi. Đấy, thì là cái này là giúp chúng ta gửi email đi. Được chưa? Thì chúng ta lưu ý cho tôi để tôi sẽ dịch từng dòng một ở đây nhá. Thì chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên là chúng ta require các cái thư viện của thằng PP Mailer này. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta nhận các cái dữ liệu từ form gửi lên này. Tiếp theo là chúng ta băm cái email người nhận ra dựa vào dấu phẩy. Yeah. Tiếp theo nữa là chúng ta use cái đoạn này thì đây là namespace cũng như là sử dụng các class của nó. Thì bao giờ các bạn lên môn PP2 tôi sẽ dạy. Nếu các bạn được học tôi sẽ dạy các bạn phần này. Tiếp theo cái biến mail nó bằng một cái object. Cái này lên PP2 các bạn mới biết được. Bằng một object PP Mailer. Sau đó các bạn set up những cái gì ở đây. Đầu tiên là các bạn FMT debug. Debug nó là cái gì? Debug nó là cái này này. Đây cái đống này này. Thì cái này nó là cái debug, nó sẽ vứt cho chúng ta những cái log của nó lại. Nó thực hiện cái gì vào lúc nào, thời điểm nào đây này. Thấy không? Đấy. Tiếp theo là cái mail SMTP. Thì cái chúng ta phương thức gửi mail ấy nó có nhiều cái. Có thể là gửi bằng POP3 hoặc là bằng SMTP. Thì hiện tại chúng ta đang sử dụng SMTP. Tra xét là chuyển cái string, cái text mà chúng ta gửi đi ấy, chuyển thành dạng định dạng UTF-8. Host để chúng ta gửi thông qua thằng SMTP của Gmail. Do đó chúng ta phải viết vào đây là smtp.gmail.com. Dạ. Tiếp theo là mail SMTP auth, tức là có bảo mật, mail này có bảo mật. Tiếp theo là chúng ta có username và password, thì cái này dễ rồi nhá, là cái tài khoản ở mật khẩu email. Tiếp theo là mail SMTP secure. Đây là cách bảo vệ cái email của chúng ta là bằng cách nào? Bằng TLS. Chúng ta có hai cách, một cái là TLS, một cái là SSL. Đó. Thì hiện tại chúng ta đang sử dụng là TLS và cái cổng để gửi đi là cổng 587. Đấy. Tiếp theo đây là cái recipient, là cái những cái email đây cái set mail này, set from này, là đây là nó set up là người gửi đi là ai. Đây cái đoạn FOIX này và mail address này là email người nhận. Những người nhận là những người nào. Do đó các bạn có thể là ném vào đây 100, 1.000, 1 triệu cái email nó cũng sẽ gửi hết bằng đấy cái. Tất nhiên là tùy thôi. Nếu mà những cái email mà free của Google ấy, hình như tôi nhớ không nhầm là một ngày nó chỉ được gửi tối đa là bao nhiêu cái email ấy. 2.000 email hay là mấy trăm ấy, tôi không biết. Thì phải xem xét lại. Còn nếu mà trong trường hợp chúng ta gửi mail bằng mail email marketing thì có thể nó sẽ được mở nhiều hơn. Tiếp theo là mail reply to,
Được chưa? Thì các bạn xem này, ở trong email chúng ta nhận được, chúng ta bấm là reply ở đây đúng không? Thì cái người nhận mặc định là thằng nào? Được chưa? Đây, người nhận mặc định là thằng nào? Đó. Còn nếu mà chúng ta mà sửa thành cái khác thì cái reply to có thể là nó reply sang cái email của người khác được. Được chưa? Nếu các bạn đính kèm những cái file thì chúng ta đính kèm file nào thì file vào đây. Được chưa? Tiếp theo nữa là cái nội dung gửi đi, thì cái nội dung gửi đi chúng ta chuyển nó thành dạng là HTML. Bởi vì nếu mà trong trường hợp mà cái đây ví dụ như cái đống này chẳng hạn, được chưa? Thì đây tôi muốn bôi đậm cái này lên thì tôi dùng thẻ B đúng không? Viết thẻ B vào đây. Bóng thẻ B này. Được chưa? Tôi gửi lại phát nữa. Rồi. Đây. Con sẽ thấy nó được bôi đen đúng không? Bôi đậm đúng không? Khác với email trước, cái đoạn này nó bên chữ bình thường còn đoạn này nó bôi đậm. Thì do đó là chúng ta đã xác nhận được cái việc là email của chúng ta ấy thì nó sẽ theo đúng chuẩn của HTML. Cái tiêu đề đây, cái nội dung đây. Và gửi xong thì chúng ta làm cái gì? Đây là cái nút gửi email này. Và chúng ta log ra, sau khi gửi xong thì chúng ta sẽ log ra một cái message là message has been sent, tức là cái nội dung email đã được gửi đi. Được chưa? Thì đấy là những cái mà chúng ta cần lưu ý. Và đây có cả màn hình gửi mail đây rồi. Dạ. Còn cái việc setup email này thì chúng ta lưu ý cho tôi một cái là khi mà chúng ta gửi email từ Google ấy thì chúng ta phải vào đây nhá. Vào cái phần này. Đây. Vào đây này. Vào phần tài khoản này. Được chưa? Chọn quản lý tài khoản Google của bạn này. Được chưa? Xong vào phần bảo mật này. Kéo xuống một chút, nó có cái phần là quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn, chúng ta tắt, chúng ta bật nó lên. Được chưa? Bật nó lên thì chúng ta mới gửi email đi được, còn nếu không là không gửi đâu. Được chưa? Rồi ok, thì đấy là cái việc gửi email nhá. Thì tôi sẽ lại nhắn cái project này lại tôi gửi cho các bạn. Vâng. Thế hôm nào cái quên mật khẩu cũng làm theo cái này. Hả? À? Cái quên mật khẩu có tựa theo này không thầy? Được. Vâng. Không dùng cái này làm sao mà làm được? Vâng vâng đúng rồi. Này. Chẳng cái này. Đâu nhà lớp mình đâu nhỉ? Đây. Này bỏ đi kiểu gì nhỉ? Được rồi nhé. Thì tất cả mọi thứ có trong này hết, bao gồm hai chức năng là chức năng cái editor và cái email của chúng ta gửi đi, nó trong này. Thì hy vọng là các bạn bọc vạch được thêm nhiều thứ. Cái này được, cái này quá được thầy. Hả? Cái này quá được. Thì thực ra là tôi cũng muốn dạy chúng ta rất nhiều thứ. Nó còn tỷ thứ chúng ta có thể học được, nhưng mà tùy thôi, từ từ học thong thả thôi. Thì đến đâu chúng ta sẽ xử lý tiếp đến đấy. Cái này không dùng thư viện chắc phức tạp phải không thầy? Phức tạp lắm. Vâng. Dùng thư viện thì nó dễ hẳn. Rồi ok. Giờ review đến cho chứ đúng không? Vâng chứ. Vâng rồi. Học nhiều quá không nhét được vào đầu. Có video quay lại rồi đi. Rồi ai muốn review nữa thì show đi. Có cái video buổi 2 hay buổi 3 thầy. Nó có 19 giây, nó bị lỗi sao ấy. Tôi xóa mẹ nó mất cái video gốc đi rồi. Đây thầy ạ. Em hỏi thầy chỗ này ạ. Để cái form này mình lúc mình, đây là form submit lên database ở đây. Submit xong lại thì sẽ gọi đến chỗ personal info này thầy. Thì phải làm thế nào ạ? Chờ chút nhá. Cái này mình dùng Ajax cũng được không thầy? Đấy, tôi đang định nghĩ xem có giải pháp nào ngoài cái giải pháp Ajax không. Nếu mà được ấy, thì em dùng Ajax. Có biết dùng Ajax không?
Em chưa biết nhưng mà đi em tìm hiểu ạ. Em trước em dùng lần rồi. Dùng Ajax thì nếu mà cần thì tôi chỉ luôn nhá. Vâng, thầy chỉ đi ạ. Bây giờ nó cũng không cần phải dùng jQuery nữa cho nên là chúng ta cũng tiện. Đây nhá. Ví dụ chúng ta có một cái làm luôn trên cái này nhá. Vâng. Đây là search VP được không? Tôi làm chức năng search bằng Ajax. Được chưa? Vâng. Thì cũng không khác gì các bạn đâu, nó chỉ là thay cái đường dẫn đi thôi đúng không? Vâng. Đây tôi sẽ có cái màn hình HTML5 ở đây. Được. Thì tôi ở đây tôi sẽ có một cái thẻ một cái thẻ input đi. Input type của tôi. Còn bây giờ là có ID vào keyword. Được chưa? ID keyword có một cái button nữa. Button đây là search, nút search. ID button này là search luôn. Ok chưa? Thì ví dụ như tôi sẽ có như sau. Tôi sẽ search ở trên một cái database. Để coi này. Đây. Ví dụ như là cái tôi search cho tôi trong cái bảng product này nhá. Được chưa? Tôi cũng chẳng biết cái bài này của bạn nào. Hoặc là tôi sẽ để xem nào. Đây, các bạn nhìn thấy trong trong cái database Angular Service của tôi nó có rất nhiều các cái book name đúng không? Cứ coi như đây là cái cột book name được chưa? Vâng. Bây giờ tôi sẽ search ra cái tôi gõ gõ tên mà tôi enter xuống thì tôi gõ tên đến đâu thì nó sẽ ra danh sách của những cái book mà nó thỏa mãn cái việc tôi gõ được không? Được ạ. Ok nhá. Ở đây tôi có một cái UL này. Đây là ID cho cái UL này là list trừ book. Nó chạy liên tục thì có biết sợ bị trao máy không này. Ăn thua gì được chưa? Đây tôi có cái ID keyword và cái list book được chưa? Tiếp theo tôi sẽ có thêm một cái file nữa là cái file search Ajax search thì sao? .pp được chưa? Trong này tôi có code PP này. Được chưa? Tôi sẽ tiến hành là nhận một cái tham số keyword bằng với lại đô la gạch dưới post là keyword nhận một tham số thôi mà được chưa? Tiếp theo tôi sẽ có một cái đoạn kết nối database đúng không? Thì tôi viết thẳng vào đây luôn nhé. Đô la connect bằng new PDO MySQL này. Host bằng 127.0.0.1 DBName bằng Angular trừ service. Database là gì? Angular gạch dưới service. Dạ, tra xét bằng UTF-8 tài khoản là root mật khẩu là 123456. Đây là cái kết nối đến database của tôi. Ok nhá. Tôi lệnh SQL query bằng select sao form book book where name like phẩy phẩy này phần trăm đô la keyword STMT bằng connect mũi tên đến prepare
prepare cái câu SQL query STMT tên đến XQ STMT tên đến HOL. Dạ, đây là cái data tôi tiến hành như sau: echo ra json encode biến data. Rồi xong, được chưa? Bây giờ tôi thử một cái nhá. Ví dụ tôi dùng thằng Postman để nhìn cho nó dễ. Rồi trên bàn sắp hết pin, chờ tí tôi cắm sạc thôi nhá. Tôi bảo cũng mang sạc về. Rồi. Đây. Localhost sượt editor. Editor sượt tên file là gì nhỉ? Đây, Ajax search result. Yeah, mình method dạng post có cái keyword bằng MR nhá. Không phải prof này, professor. Dạ. Thế là có mấy cái để sốt. Nè. Ready. Đây, các bạn thấy nó ra một đống này. Nhìn thấy không? Có. Nó ra một cái mảng, đúng không? Trong này có rất nhiều cái bản ghi. Dạ. Thì ở đây tôi sẽ bớt lại một chút. Select. Cái này là cái cách B này. B cách ID phải B cách name. Còn có gì nữa không? ID name và cái ảnh nữa. Phải B cách picture image. Thế thôi nhá. Nhưng mà đi chúng ta bỏ đi. Thích nữa thì B chấm star. Thì có star này. Rồi ok xong. Đây, các bạn thấy nó ra một đống các cái dữ liệu. Nhá, đến đây là hết một object này. Nhá, xong sang object tiếp theo này, đây ID thằng này ông 3, ID thằng này ông 4. Nhá. Bởi vì name từ đã nha. Name sau lại đây là Jess West. Cái đấy là một cái object này. Từ đã. Tôi đang còn kệ sang nó có ra kết quả được. Được chưa? Vâng. Thì bây giờ ở trong cái màn hình này tôi viết code script này. Trong này tôi sẽ có là cái input search bằng document.query collector của cái thằng keyword. Bây giờ cái thằng input search.onTF bằng một cái function. Chúng ta có console.log ra cái zip.value. Thử xem nó có lấy ra dữ liệu không đã. Đây là file search.php. Localhost. Ok, đấy rồi. Thì chúng ta ở đây sẽ có như sau.
ta có cái hàm mà là hàm fetch ở trong JavaScript. Dạ, fetch đi đâu? Tôi có một cái biến var url bằng http 2.// localhost / đây tôi về luôn cái key này vào. Dạ. Yeah. Localhost. Ờ. Đây. HTTP 2.// localhost editor ajax search result. Dạ. Yeah. Đây là cái đường dẫn gửi đi. Tiếp theo tôi có cái fetch này, fetch gửi đi đâu? Fetch gửi đến cái URL ở phía trên. Dạ. Yeah. Phải trong này tôi có một object. Dạ, yeah. Object đây có cái method. Method bằng post. Method gửi đi là post. Tiếp theo data tôi gửi lên là object này, keyword bằng this.value, tức là cái giá trị đang có ở trong cái thẻ input này. Được chưa? Sau đó là chấm then, then response data bằng response data chấm json. Đây là dữ liệu trả về đây. Ồ, dữ liệu trả về và ép kiểu dữ liệu trả về sang json. Chấm gen tiếp data bằng chúng ta tiến hành console log ra cái data. Dạ. Yeah. Sai mẹ gì đây? Console. À, quên cái này viết sai. Cái đấy không này không được. Cái này nó là cái hàm nhá. Cái đoạn này nó là cái hàm, là cái function bình thường thôi. Nhưng mà tôi viết theo kiểu S6. Dạ. Yeah. Thì nếu một bạn thích thì tôi viết theo kiểu bình thường, function thì tôi sẽ viết lại. Nhưng mà tạm thời cứ để này để nó chạy đấy nhá. Vâng. Được đấy nhá. F6 vẫn được. F6 vẫn chạy bình thường. Đây là tên của thằng Nicolas này hoặc là Z này. Được chưa? Hoặc là team của thằng Velma này nhá. Vâng. VL. Nhìn thấy đúng không? Có. Nha, nó ra một đống thằng này. Get West này. Đã lấy được dữ liệu rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà hình như có vẻ không đúng không ạ? Để tôi coi lại trong câu SQL của tôi có đúng không? Select BID BName From Where Name Line. Keyword. Cần nó trùng một cái trùng một cái key là nó đều nhận hết ra rồi. Đây nha, tôi thử Velma này. Từ nãy giờ thấy nó toàn ra 102 thôi, tức là nó đang xuất ôn. Thì tôi phải xem lại cái câu SQL của tôi xem. Và đảm ra cái câu SQL query. Có thể tôi đã bị sai ở đâu đấy. Ta đi. Keyword. Vèo mà select sao select này đúng không nhỉ, lại xem nào. Đúng mà ra mà sao thằng của nó ở cái nó lại ra một rổ nhỉ. Đây nó ra tận 102 cái này. Sai mẹ rồi. Xem nó có gửi gì nữa. À, không có dữ liệu gửi đi không ạ? Rồi, chờ tí. Chờ tí. Fetch JavaScript fetch post data. À, ba đi nhá. Sorry các bạn. Tôi viết sai.
bảo sao mình thấy là lạ. Method post này, body is on string file. String file đây là keyword này. Keyword này bằng với keyword này bằng với this.value. Đây, thử phát. Có vẻ được rồi. Đây, dữ liệu gửi keyword là Velma này. Response có một cái này. Ồ, xong response vẫn nhiều này nhỉ. Ồ, mẹ đấy. Ảo à? Chờ chút nhá. Dữ liệu gửi lên keyword này. Đây là method post. Method post keyword keyword này. Yo. Bỏ chạy ngay cái này đi. Chắc trên kia nó nhận gì? Mình không cần dùng cái header kia thầy. À? Có cái phần header ấy mình không cần dùng à? Không. Velma này, response này, select sound này. À đây này, nó không nhận được cái keyword để gửi lên đây này. Thấy không? Name line của trong này. Do đó là nó đang bị vấn đề gì đấy. Tôi ở đây, tôi bị sai gì đấy không ạ? Chờ tí nhá. Fast này. Bê cái này đi xem nào. Hai thầy chưa chấm value ở đấy. Chấm value rồi. Value ở chỗ. Đoạn gửi đi là nó có value, nó đây này, ở đây này. Ở đây là nó đã có cái header này, nó có value đây rồi này. Đúng không? Nhưng mà đang chưa hiểu vì sao mà nó lại không không nhận. Đây, vẫn không nhận này. Ờ, dị nhè. Header post. Fetch. Thực dẫn này. Object này. Body. Chờ chút để tôi xem vì sao nó nhận này chẳng. Method này, method này. Đây. Hay là this value nó không nhận nhỉ? Nghi lắm. Nghi cái this value nó không nhận đâu. Chờ tí nhá. À, đô la à, và keyword bằng this.value. Nghi cái đoạn này đã. This là nó trò để chỗ on key up rồi. Nhưng mà tôi nhớ là cái dữ liệu gửi lên là nó đã có bao gồm cái rồi. Nè, dữ liệu gửi lên nhá. Là nó đã bao gồm cái dữ liệu đây rồi. Đúng không? Ừ. Đang chưa hiểu vì sao mà nó lại không không nhận. Đấy, nên vẫn bằng rỗng này. Nếu mà cùn lên nữa thì bố phải gửi bằng dạng get cho dễ. Đây, đã thế. Ô mày cày. Đây, mình sẽ có như sau. URL này bằng cái này. Cộng chuỗi với quên nhầm hỏi chấm keyword bằng cộng với lại stream của this quên nhầm this.data đi, this.value đi, this.value.
Ô mày chuối lên. Ghét. Không có hết đời, hết đeo hết. Đấy gì hết. Thử phát. Ở bên này mình sẽ đổi cái này từ ghét thành từ pop thành ghét. Thử phát. Nha. Đấy, nhận rồi. Ô mày phun lên này. Đây, tôi sẽ bỏ cái đoạn đam đài đi. Thử này và console đây vèo vèo ma thì nó chỉ còn một cái object thôi. Yeah. Thì bây giờ tôi sẽ hiển thị cái đống dữ liệu này ra. Thì tôi làm như nào, chúng ta có như sau. Sau khi lấy được tập data này, yeah. Chúng ta nếu cái data chấm len lớn hơn không, yeah. Thì chúng ta sẽ có cái đống data tôi nhầm và content bằng tính giống này. Chúng ta sẽ có tiếp là data chấm voice, không thì data chấm voice. Đây là value. Cái item đi. Rồi. Gì ta? Ô, trời, này. Và li element bằng document create JavaScript append DOM content DOM try. Giờ đi để tôi xem. Tạo thẻ LI, đầu tiên là tạo thẻ LI này. Xong rồi tạo ra take note bằng water. Để là tạo kiểu nó tạo ra thẻ, tạo ra thẻ. Chờ chút nha. Tạo thẻ HTML đấy. Tích nốt này. Cái này bằng item chấm name. Tiếp theo nốt open try. Nốt xong rồi bang cái này vào. Đây, ta sẽ có cái thẻ LI listbook này. Document chấm đây là thẻ UL element UL element chấm open try tốt rồi, chạy thử cái nhá, có vẻ được đấy. Đây vèo ma đây. Còn nếu trong trường hợp không có else, đây else này, thì chúng ta sẽ remove toàn bộ cái nội dung đi. JavaScript remove clear remove all from try. Chấm remove try. Đó, xong.
À. Sao nó không xóa hết đi nhỉ? Chắc là lúc lắp thêm vào là nó kiểu bị giữ luôn rồi thầy. Đây. Không được. Fail to excuse remove try on note. Không, one argument nó có một cái tham số. Không biết là xóa cái gì. À rồi. Click button này. Dom này. Ôi mẹ, nó xóa từng cái phần tử một ạ. Không có cách nào xóa nhanh à? À đây, có inner HTML đây. Inner HTML bằng xin rộng. Này chắc là được. Đúng được. Có được mà. Sao không xóa được nhỉ? À quên. Tôi phải làm cái này. Đây tôi phải làm cái việc này trước này. Đi đúng. Để bỏ dao. Được chưa? Vâng. Rồi ok, thế giải thích lại cái đống code này nhá. Chó cắn nhiều nhỉ. Đầu tiên này, các bạn bắt sự kiện. Bắt sự kiện, tóm lại là các bạn bắt sự kiện gì đấy ở trên màn hình thì chúng ta mới làm được đúng không? Sau đó chúng ta dùng cái hàm fetch. Hàm fetch này. Cái đoạn này là cái URL nhận dữ liệu. Tiếp theo là cái method gửi đi. Và cái dữ liệu như của tôi đang đưa cái dữ liệu đấy lên trên cái đường dẫn. Yeah. Thì khi mà chúng ta làm như này ấy, thì nó sẽ gửi ngầm, nó gửi ngầm ở dưới cái trình duyệt đấy. Nó không thay đổi đường dẫn ở trên này. Nhưng mà ở network này nó sẽ gửi request liên tục. Khi mà mỗi khi các bạn gọi cái hàm fetch kia nó sẽ gửi dữ liệu đi liên tục. Được chưa? Nó gửi đi liên tục và ở trên code server. Đây là gửi đi này. Đây là nơi xử lý này. Thì ở trên code server thì về bản chất nó không khác là chúng ta làm bình thường, nhưng mà chẳng qua khác một chỗ. Đó là chúng ta khi mà trả về dữ liệu ấy, trả về tập dữ liệu ấy, thì chúng ta echo ra một cái JSON encode. Cái hàm này nó sẽ chuyển đổi cái mảng hoặc là cái tập dữ liệu của chúng ta thành cái định dạng JSON. Thành định dạng JSON. Thì cái JSON đấy ở dưới code JavaScript nó hoàn toàn có thể đọc được thông qua cái đoạn hai cái gen này. Thì nó chuyển đổi cái dữ liệu ở trên code PHP kia trả về cho chúng ta bằng, nó sẽ lưu một cái biến này, biến data này. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là dump die cái data này ra để xem tập dữ liệu là gì. Sau đó chúng ta tiến hành xử lý cái việc cái nội dung ấy bằng cách là sử dụng vòng lặp hay là bằng cái gì đấy. Ví dụ như tôi có thể xử lý cái này dễ hơn như sau. Và content bằng xuyên rỗng này. Được chưa? Tiếp theo nữa data for x này thì tôi sẽ có là cái đoạn content bằng với lại cái đống này cả li. Được chưa? Li này, hoặc là tôi sẽ sử dụng string template đi. Thì tôi sẽ viết như này. Đây như này. Thì li này của tôi nó sẽ cộng với lại cái đô la data chấm item chấm name. Item chấm name, nếu tôi thích nữa thì tôi lấy là item đô la item chấm id. Tôi thêm một dấu gạch ngang vào đây. Được chưa? Và tôi đóng thẻ li vào. Đấy, xong tôi sẽ có cái, sau khi chạy hết cái đống, chạy hết cái vòng lặp này rồi thì tôi thực hiện là ul element chấm inner html bằng với lại content. Thì kết quả nó tương đương nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy nó dễ hơn. Thì cứ cái chỗ nào còn có đô la mở ngoặc đóng ngoặc này thì nó sẽ hiển thị giá trị.
Còn những cái đoạn li bên với dấu trừ bên ngoài này thì nó sẽ hiển thị là đấy là cái string. Thấy chưa? Tôi sẽ chạy lại thử cho các bạn coi. Meter này, đấy các bạn thấy không? Meter chấm luôn này. Đó, thì kết quả nó tương đương đúng không? Vâng. Thì đấy nó là cái Ajax của chúng ta. Thì đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái hàm fetch để thực hiện cái việc gửi dữ liệu ngầm lên server để lấy được tập giá trị về. Được chưa? Thì cái bài của bạn Chứ ấy thì nên dùng theo cách này. Vâng. Được chưa? Cứ dùng thử, nếu mà không được thì côn lại cho tôi để tôi chỉ thêm cho. Vâng. Được chưa? Vâng. Cái này tôi sẽ gửi lên trên lớp mình. Bà gọi mẹ. Được chưa? Gửi lại rồi nhá. Thì các bạn cứ tải cái đấy về các bạn sử dụng thôi. Dạ, hôm nay tôi chỉ thêm cho các bạn những cái kỹ thuật nó khá là vượt tầm so với cái level của chúng ta. Cho nên là các bạn không theo được thì cũng chưa là chuyện bình thường, thì chúng ta xem lại video nhá. Theo tôi điểm danh. Đấy, là làm sao lấy được mỗi cái số ngày trong cái time stamp ấy thầy? Time stamp trên cái database trên database ấy. Là sao? Em chỉ muốn lấy ngày thôi gì? Vâng, em lấy mỗi ngày đấy. Dễ mà, trong PP nó có xử lý cái việc đấy rồi mà. Chờ tí nó điểm danh xong tôi sẽ chỉ cho. Vâng. Em viết lệnh mà nó không được. Mạnh cần này. Mạnh quần cần có không? Đăng Trung, Trần Minh Hiếu không có à? Trung Dũng có đây không ạ? Quang Huy, Nông Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Tuấn, giật cả mình. Nguyễn Quốc Tuấn có không? Nguyễn Đức Minh có không? Của em Trần Minh Hiếu có thôi á. Mày em hơi lắc lắc. Trần Minh Hiếu điểm danh rồi đi. Vâng. Nguyễn Đức Minh không có này. Hồ Thích Huy không có luôn. Nguyễn Văn Quân, ông này thì vắng trường kỳ rồi. Phạm Ngọc Đức, Bế Văn Duy, Trần Hữu Tùng, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Danh Toàn, Trần Văn Huy, Lê Thế Hùng, Phạm Thị Quỳnh Trang, có không? Không có, hôm nay vắng hơi nhiều luôn. Vũ Đình Hoàng, Phương Công Dương, không có luôn. Nguyễn Hồng Quân ok này. Nguyễn Trường Mạnh, Thiện Tâm ok này. Nguyễn Tự Biên, Giang A Chứ có này. Lê Trường Giang cũng vắng à. Công Nga ok này. Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Ngọc Bình, Chu Văn Thiết, Phan Ngọc Chuẩn, Việt Đức ok này. Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Đức Hoàng, Đức Hoàng rồi, Huy Hoàng, Hồng Sơn ok, Ngọc Nam. Rồi những bạn sau chưa vắng này, Nguyễn Văn Nam này, Ngọc Chuẩn vắng đúng không? Trường Giang này, Phương Công Dương, Vũ Đình Hoàng, Phạm Thị Quỳnh Trang, Lê Thế Hùng, Trần Văn Huy, Nguyễn Anh Tuấn, Bế Văn Duy có không nhỉ? Không có đúng không? Rồi, Nguyễn Văn Quân,
Hồ Thích Huy, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Trung Dũng và Nguyễn Mạnh Cần, những bạn vắng. Ok, tôi sẽ dừng cái việc ghi video ở đây. Chúng ta về lưu ý.